thưa quý vị trong những năm gần đây mô hình đảng viên phụ trách gia đình đã trở thành sáng kiến được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống nhân dân qua đó hình ảnh người đảng viên không chỉ là những nhà lãnh đạo mà còn là những người bạn đồng hành sát cánh cùng nhân dân sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự tại thành phố tân an Nhờ sự quan tâm hỗ trợ tích cực của đảng viên phụ trách, gia đình chị Phạm Thị Hy vọng ở xã Bình Tâm, thành phố Tân An có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, cách thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Từ lúc mà có đảng viên tới quan tâm tới gia đình mình á thì cô cũng rất mừng. Cái gì khó khăn thì tôi cũng báo với đảng viên để đảng viên về báo với chị bộ có gì khó nữa thì chị bộ ba giải quyết không được thì báo ủy ban để giúp đỡ. Ngoài nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của các hộ dân để có sự giúp đỡ hỗ trợ phù hợp, các đảng viên này còn thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương đến các hộ dân. Ngược lại, các hộ gia đình cũng có thể phản ánh ký nghị về những vấn đề phát sinh thực tế để đảng viên thông tin đến chi ủy, chi bộ kịp thời. Theo dõi nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, và vận động nhân dân là coi như hiến đất làm đường là cho nâng cấp ở thôn xóm được xanh sạch đẹp. Toàn đảng bộ xã Bình Tâm có trên 190 đảng viên. đến nay Đảng ủy xã đã phân công được 160 đảng viên phụ trách khoảng 2.500 hộ gia đình. Mỗi đảng viên phụ trách từ 15 đến 20 hộ. Khi được phân công các đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm thông tin, nhu cầu khó khăn từng hộ mình phụ trách để đề xuất hướng giải quyết, hạn chế tối đa việc phát sinh các vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư. Trong đó thì có hộ gia đình thì hoàn cảnh là 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 khó khăn thì sau khi mà chúng ta có điều kiện hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn khó nghèo thì mình xây dòng, thì hỗ trợ cái hộ này khó khăn một phần rồi thì tới cái hộ khó khăn hơn thì mình sẽ tiếp tục vận động quy động để hỗ trợ thêm mô hình đảng viên phụ trách gia đình không chỉ giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân qua việc thường xuyên tiếp xúc với người dân các đảng viên đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ đó có những giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh